Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Bình Hòa thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gần ngã tư 550, gần đường 550, để review cho khách hàng một căn nhà có diện tích là ngang 5, chiều dài 30. Nhà này nằm trong giữa khu chợ, đang kinh doanh buôn bán rất là tốt. Ở đây là khu chợ nhé. Đây là khu chợ đang kinh doanh buôn bán nhé. Căn nhà em giới thiệu có diện tích ngang 5, dài 30 và có hướng chính nam. Nhà đang kinh doanh buôn bán rất là tốt nhé. Đây là khu nhà. Bác nào đang có nhu cầu mua nhà ngay ở chợ, có đam mê về bên kinh doanh buôn bán thì hãy liên hệ với em để em dẫn xem căn nhà này. Căn nhà mình được chủ nhà xây một trệt hai lầu, nhà màu xanh nhé, cao nhất ở đây. Nhà xây ở chắc chắn kiên cố do không có người ở, chỉ có hai mẹ con thôi, nên muốn nhường lại căn nhà bớt cho mình. Nhà còn 4-5 phòng còn chưa tới ở tới nên là muốn bán. Bây giờ chưa tới giờ xung nhé, một xíu nữa là công nhân đi làm về. Ở chợ này rất là đông. Bây giờ em sẽ vào trong quay chi tiết này. Nhà mình có kiosk đang cho thuê, phía trước và đằng sau có 3 phòng trọ đang cho thuê nhé. Đây đang cho thuê này. Phía cuối có 3 phòng trọ đang cho thuê nhé. 3 phòng đang cho thuê kín, mỗi phòng là đang cho thuê 1,5 triệu. Còn kiosk đang cho thuê 1 tháng là 8 triệu nha. Nhà mình xây gần hết đất, ngang 5 dài 30. Xây 1 trệt 2 lầu. Phía trước cho thuê. Ở sau này mình ở này. Giờ mình di chuyển vào trong này. Trong đây mình có phòng khách đây nhé. Phòng khách được chủ nhà thiết kế rộng rãi này. Phía sau có bếp. Do nhà ít người ở nên là thiết kế để đồ trong gia đình cũng rất là đơn giản thôi nhé. Mình về đây ở và thu nhập mà mỗi tháng đang cho thuê được khoảng 10 triệu, hơn 10 triệu. Nếu mình về có nhu cầu buôn bán luôn thì lấy kiosk phía trước cho thuê nhé. Kiosk xây kiên cố phía trước này. Bây giờ mình di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn này. Phía bên sau này có lối đi ra bên chỗ mấy phòng trọ nha. Đây. Đây là khu bếp này, khu bếp rất là rộng nha. Nhà chính chủ xây ở rất là chắc chắn nhé. Cầu thang được chủ nhà làm đá màu rất là đẹp nha. Mình xin được nhắc lại, căn nhà này có diện tích là chiều ngang 5m và chiều dài 30m. Có hướng nam, căn nhà này nằm ngay tại phường Bình Hòa, thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhà này nằm trong khu 550, ngay ngã tư 550 nhé. Lên tới lầu trên rồi. Trên đây mình có phòng vệ sinh thứ hai này. Đây mình có phòng vệ sinh thứ hai nhé. Ở đây có phòng ngủ đầu tiên này. Do nhà có hai người nên là chỉ sử dụng một phòng ngủ kế bên thôi. Còn tất cả các phòng đều để đồ hết, không dùng tới nhé. Đây phòng ngủ đây. Do cô chủ nhà lớn tuổi rồi, bị bệnh khớp nên là cũng ở dưới trên đây để mình còn ở trên đây thôi, hạn chế leo trèo. Phòng phía trước này cực rộng đó này. Phòng này rộng tầm khoảng 40 đến hơn 40 mét vuông nhá.
nhà xây chắc chắn này, trên đây chủ nhà làm trần tô luôn nhé, không làm trần thạch cao. Bây giờ mình sẽ lên trên quay toàn cảnh ở trên cho quý vị mình cùng xem. Lên trên mình sẽ thấy hết con đường phía trước. Quý khách hàng có nhu cầu đi xem, vui lòng liên hệ với số điện thoại của mình, số 0973 114 255, liên hệ với em sẽ dẫn xem nhé. Trên đây có phòng vệ sinh này, còn đang để trống này, chưa xài tới này, chưa để đồ luôn. Nhà neo người ở nên là xây để đó. Phía sau mình có ban công trồng rau ở đây nhé. Đây là con đường 550 phía trước này. Trên đây còn hai phòng ngủ nhé, trên đây phòng ngủ phòng thờ. Bác nào mua về lót gạch vào là ở thôi. Đây phòng thờ phía trước này, rộng tầm 40 m². Phía trước mình có sân thượng trước này, sân thượng rộng rãi nhé, ối này, đây có mấy quả ối luôn này. Đây là view kinh doanh buôn bán này, chợ nhé, đây là ngay chợ này. Một xíu nữa công nhân tan là sẽ đông lắm, ở đây về chiều rất là đông nhé. Hiện tại đây chợ khá đông đây rồi,